Chào mừng các bạn đã đến với bản tin về xe. Hãng xe Honda chính thức ra mắt mẫu tay ga PCX 125 2021 tại thị trường Anh. Mẫu tay ga này được thay đổi đôi chút về thiết kế, nâng cấp về trang bị và động cơ. Thông tin chi tiết sẽ có trong video ngày hôm nay. Chúng ta cùng bắt đầu ngay bây giờ. PCX là mẫu tay ga bán chạy thứ hai của Honda tại châu Âu sau SH. Từ năm 2010, Honda đã bán hơn 140.000 chiếc PCX tại châu Âu. Về tổng thể, PCX 125 2021 có phần khung thép mới, cải thiện độ cứng và khả năng xử lý trong đô thị. Các thông số kích thước dài, rộng, cao của PCX 125 lần lượt là 1935 x 745 x 1105mm. Chiều dài cơ sở là 1315mm. Chiều cao yên của xe vẫn là 764mm, nhưng phần viền yên được làm thấp hơn, giúp người lái dễ dàng lên xuống xe hơn. Người lái sẽ có cảm giác thoải mái hơn khi không gian để chân phía trước rộng hơn 30mm. Thay đổi lớn nhất là hệ thống đèn phía trước được thiết kế lại. Cụm đèn chiếu gần xa được giữ nguyên, trong khi đèn định vị và đèn báo rẽ được thay đổi mới. Hai dàn đèn này được nối liền nhau và làm vuông vức hơn. Bảng đồng hồ điện tử của PCX 125 được thiết kế với phần hiển thị rộng hơn, trong khi các biểu tượng thông báo xung quanh cũng nằm ở những vị trí tách biệt, đem đến góc nhìn rộng rãi cho người lái. Kính chắn gió có thêm phần nhô ra ở hai bên, giúp tăng thêm vẻ hầm hố cho xe. Ở phía sau, đèn hậu vẫn là công nghệ LED với tạo hình chữ X đi kèm với hiệu ứng 3D. Bên dưới yên xe, cốp xe của PCX 125 được làm rộng thêm 2,4 lít, nâng tổng dung tích lên 30,4 lít. Cốp xe của PCX 125 có thể để vừa mũ bảo hiểm 3/4 và một số vật dụng khác. Cổng sạc 12V trong cốp để đồ phía trước được thay đổi bằng cổng USB-C thế hệ mới. Nắp bình xăng cũng được thiết kế lại. Bộ mâm nhôm đúc trên PCX 125 2021 được thay đổi họa tiết. Mâm sau được làm nhỏ lại 1 inch xuống còn 13 inch. Bên cạnh đó, PCX có bộ lớp to hơn. Lớp trước là 110/70-14 và lớp sau là 130/70-13. Theo Honda, việc làm mâm nhỏ lại và trang bị bộ lớp to hơn giúp cải thiện độ bám đường cho mẫu xe tay ga này. Giảm xóc trước vẫn là loại ống lồng có đường kính là 31mm, hành trình là 89mm. Trong khi đó, giảm xóc sau của hành trình là 95mm, dài hơn 10mm so với đời trước và được làm nặng hơn. Hãng xe Nhật cho biết những thay đổi ở giảm xóc sau nhằm tăng độ ổn định cho xe. Năm 2010, PCX có mặt tại châu Âu với công nghệ idling stop. 2 năm sau, PCX được trang bị động cơ ESP. Năm 2016, động cơ trên PCX đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Ở phiên bản mới 2021 này, PCX tiếp tục đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Honda PCX 125 đời 2021 được trang bị động cơ ESP Plus, sản sinh công suất là 12.3 mã lực tại 8.750 vòng trên phút, 30 mên xoắn cực đại 51.8 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Mẫu tay ga này có thể vận hành ổn định ở 90 km/h với mức tiêu hao nhiên liệu là 2.1 lít trên 100 km. Với bình xăng 8.1 lít, PCX 125 có thể di chuyển quãng đường dài 385 km. Honda bổ sung cho PCX 125 công nghệ kiểm soát mô men xoắn HSTC, giúp duy trì độ bám đường của xe khi đi qua địa hình trơn trượt như cát, nước. Ngoài ra, xe có phanh ABS cho bánh trước. Hiện tại, Honda chưa công bố mức giá cho PCX 125 đời 2021. Nhưng tại Việt Nam, PCX thế hệ cũ đang được bán với hai phiên bản là 125cc có giá là 56.5 triệu đồng và phiên bản 150cc có giá là 70.5 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận của các bạn về mẫu xe này. Đừng quên ấn like và subscribe kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.